Chào xin tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh kể chuyện Nhà Tôm Tít TV. Các bạn đã từng ăn một quả dưa hấu chưa? Nếu bạn nào đã ăn rồi thì vị của nó rất ngon ngọt. Và các bạn có thắc mắc rằng nguồn gốc của quả dưa hấu là gì chưa nào? Chúng ta cùng tìm hiểu một câu chuyện cổ tích của Việt Nam mang tên Sự Tích Quả Dưa Hấu. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ngày xưa, vua Hùng nhận nuôi một người con trai. Vua đặt tên là Mai An Tiêm. Chàng rất thông minh và nhà vua thực sự yêu thương chàng. Một ngày nọ, nhân dịp một bữa tiệc ở cung điện, vị vua gọi một người hầu để tặng Mai An Tiêm của ngon vật lạ. Tuy nhiên, chàng từ chối món quà vị vua tặng và nói với người hầu: "Những gì đã cho giống như một món nợ." Buổi sáng hôm sau, nhà vua hỏi về những gì Mai An Tiêm đã nói tại buổi tiệc hôm qua. Mai An Tiêm nói: "Thưa cha, những gì quan trọng nhất là những thứ chúng ta có thể tự làm bởi chính bản thân mình." Vua Hùng rất tức giận. Mặc dù ông rất yêu thương con trai của mình, ông ấy vẫn quyết định đưa Mai An Tiêm và gia đình của chàng đến một hòn đảo hoang vắng. Khi vợ của Mai An Tiêm biết tin chồng mình bị nhà vua trừng phạt, cô ấy bắt đầu khóc. "Đừng lo, chúng ta có thể tự bản thân chúng ta sống. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ quay lại được quê hương của mình." Mai An Tiêm nói. Cặp đôi chuẩn bị quần áo và thức ăn cho cuộc hành trình. Khi họ đã đến được hòn đảo, Mai An Tiêm làm một cái hang trong khu rừng hành nhà của họ. Chàng cảm thấy hối hận với vợ của mình, nhưng chàng tin rằng họ có thể tìm một cách để sống vui vẻ ở đó. Ngày hôm sau, trong khi Mai An Tiêm và vợ của anh ấy đang câu cá quanh bờ biển, họ nhìn thấy một đàn chim đang ăn một loại quả kỳ lạ. Mai An Tiêm đi đến gần hơn. Chàng đã nhìn thấy những con chim để lại những hạt màu đen và đem nó về nhà để trồng. Cặp đôi hạnh phúc theo dõi những hạt đen nảy mầm. Họ chăm sóc những cái cây mỗi ngày. Khu vườn của Mai An Tiêm cho họ hy vọng sống cho tương lai. Một ngày nọ, họ lại nhìn thấy một đàn chim đến và ăn những quả màu xanh lá cây kỳ lạ. Họ không đuổi những con chim đó đi. Sau khi đàn chim bay đi, cặp đôi nhặt hết những hạt còn sót lại. Mai An Tiêm nói: "Quả nào mà chim ăn được thì người cũng ăn được." Một vài tháng trôi qua, những quả lạ đã chín. Mai An Tiêm bổ một quả và nếm được vị của nó rất chua và ngọt. Anh ấy quyết định đặt tên cho loại quả lạ đó là quả dưa hấu. Vài ngày sau, chàng quyết định ghi tên mình lên quả và ném nó xuống đại dương bao la. Anh ấy mong rằng người nào đó sẽ tìm được loại quả kia. Năm này sang năm khác, Mai An Tiêm vẫn ghi tên mình trên loại quả lạ và ném nó xuống biển. Vợ của Mai An Tiêm nói với chàng dừng lại. Nhưng anh ấy không muốn sống trên hòn đảo này mãi mãi. Một ngày nọ, một chiếc thuyền đánh cá đến gần hòn đảo nơi Mai An Tiêm đang sống. Khi họ đang vung lưới đánh cá, họ đã tìm thấy một quả có khắc chữ Mai An Tiêm trên đó. Những người đánh cá đã đi đến bờ biển và đã tìm thấy Mai An Tiêm đang trồng loại quả tuyệt vời này. Sau đó, Mai An Tiêm đổi loại quả lạ với gạo và muối từ những người đánh cá. Khi họ đã đi đến đất liền, người đánh cá đem quả lạ đi chợ bán. Tất cả người dân đều yêu thích loại quả này. Nhiều người nói về loại quả mới ngon từ hòn đảo nọ. Vua Hùng cũng thử loại quả này và thấy nó rất ngon. Ông ấy băn khoăn
ai là người trồng ra loại quả này. Ông ấy rất hối hận vì đã để con trai nuôi của mình lên hòn đảo. Ngày hôm sau, nhà vua quyết định đem cặp đôi về đất liền. Mai An Tiêm nhặt lại hết những quả đã chín và mang về với mình. Chàng cũng mang hết hạt giống về đất liền. Anh ấy muốn chia sẻ trái cây với mọi người và dạy cách để trồng nó. Kể từ đó, quả dưa hấu đã là biểu tượng của Việt Nam. Người dân thường chọn nó như một trong năm loại quả để đặt lên bàn thờ cúng tổ tiên vào mỗi dịp Tết. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Nêu cảm nghĩ của các bạn ở phần bình luận bên dưới nhé. Và câu hỏi của ngày hôm nay đó chính là: vì sao Mai An Tiêm lại khắc tên mình lên quả lạ và ném nó xuống biển? Bạn nào đã biết rồi thì hãy bình luận bên dưới cho tụi mình biết nhé. Và các bạn đừng quên like, share và subscribe cho kênh Nhà Tôn Tích TV nhé. Nhà Tôn Tích TV xin chúc các bạn có một giấc ngủ thật ngon để ngày mai còn học bài và làm việc nữa nhé. Tạm biệt các bạn.